Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 7 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai là tin gió mùa Đông Bắc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trung Trung Bộ từ ngày mai đến ngày mùng 8 tháng 3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Từ ngày mai đến ngày mùng 8 tháng 3 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Vùng núi phía Bắc có nơi từ 11 đến 13 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Từ gần sáng ngày mai, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến sáng ngày mai có mưa rào và dông. Từ ngày mai đến ngày mùng 8 tháng 3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm, trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi. Trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Về đêm và sáng trời rét, trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Lui xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mưa vài nơi. Trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Lui xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Nam cấp 3, cấp 4. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Và cứ bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển.
Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Từ ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Từ chiều mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.